Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử, Donald Trump chính thức trở thành tân tổng thống của nước Mỹ. Ngay sau đó, những tin tức về cuộc sống riêng của ông cũng được đặc biệt quan tâm và chú ý. Nổi bật trong số đó là thông tin về đệ nhất phu nhân của Donald Trump, người mẫu Melania. Melania Trump từ người mẫu khỏa thân trở thành bà chủ Nhà Trắng. Melania đã trở thành bà chủ Nhà Trắng sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Sinh năm 1971 tại Svernica thuộc đất nước Slovenia, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lớn lên trong một gia đình giàu có. Mẹ là nhà thiết kế thời trang và cha mở đại lý bán xe hơi. Bà Melania bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 16 tuổi. Cô ấy khá ngại ngùng nhưng học hỏi rất nhanh. Nhiếp ảnh gia Stenzerko, người từng hợp tác với bà, cho biết. Sự nghiệp người mẫu của bà Melania lên nhanh như diều gặp gió vào những năm 1990. Bà bỏ dở việc học để sang Milan và Paris phát triển sự nghiệp. Bà nói được năm thứ tiếng, tốt nghiệp Học viện Thiết kế và Kiến trúc ở Slovenia. Năm 1996, bà chuyển đến New York của Mỹ để sinh sống. Đến năm 2001, Melania mới có thẻ cư trú và chính thức nhập quốc tịch Mỹ năm 2006. Cô gái Slovenia gặp vị hôn phu tương lai tại một bữa tiệc năm 1998 khi đang hẹn hò với một chàng trai khác. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến hai người bén duyên từ đó. Bà Melania là người vợ thứ ba của Tổng thống Trump, chỉ hơn người con lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng, 8 tuổi. Ông bà Trump có một người con trai chung là Perrin. Là vợ của ông trùm bất động sản New York, bà Melania không phụ thuộc vào chồng và điều hành công ty kinh doanh riêng. Anh ấy là người chồng tuyệt vời, thấu hiểu tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần. Chúng tôi đều rất độc lập, bà Melania chia sẻ về chồng mình. Bà Melania được nhận xét là người khá kín tiếng, ít lộ diện trong cuộc tranh cử tổng thống của vị hôn phu. Bà thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho chồng sau cánh gà. Bà cho rằng ông Trump nên hành động giống tổng thống hơn khi vị tỷ phú có những phát ngôn vạ miệng. Nếu không đồng ý với ông ấy, tôi sẽ nói cho ông ấy biết. Đôi khi thì ông ấy nghe, đôi khi thì không. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi không phải là mẫu người chỉ biết gật đầu, bà Melania cho biết. Điều gì ở người vợ thứ ba khiến Donald Trump say đắm? Không chỉ thông minh, xinh đẹp, bà Melania Trump còn được ngưỡng mộ bởi nhân cách tốt đẹp, hết mình ủng hộ chồng phát triển sự nghiệp. Tôi không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa, tôi có não đấy. Chồng tôi là một người rất thành công, do đó ông ấy cần một người vợ hiểu biết, thông minh, luôn nói thẳng, nói thật. Tôi đưa ra rất nhiều lời khuyên cho chồng, tôi nói với ông ấy về quan điểm và không bao giờ lùi bước. Tôi luôn nói ra sự thật. Bà Trump lên tiếng khẳng định bản thân mình. Trên thực tế, Melania có cơ sở để có thể tự tin vào trí tuệ của bản thân mình. Bà học cao và thông thạo các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức và Serbia. Ngoài ra, bà cũng thể hiện mình là người có vốn hiểu biết về chính trị, kinh tế thế giới khi trở thành hậu phương vững chắc cho chồng trong cuộc tranh cử tổng thống đầy cam go với đối thủ nặng ký Hillary Clinton. Không chỉ lên tiếng bảo vệ chồng trước những cáo buộc nói ông Trump quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, bà còn đích thân tham gia cuộc vận động tranh cử cho chồng. Trong bài phát biểu, Melania thường xuyên nhấn mạnh về việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Hành động này giúp bà lấy lòng cử tri nữ tại các vùng quê. Những người ít cập nhật được những phát ngôn tranh cãi của ông Trump cũng như những cáo buộc kiếm nhã của ông với phụ nữ. Nói về Donald Trump và Melania, đây là cuộc tình tốn nhiều giấy mực của báo chí. Với vẻ ngoài nóng bỏng và trí tuệ của Melania khiến tỷ phú Donald Trump rơi vào lưới tình ngay lần đầu gặp mặt. Năm 2004, sau 6 năm hẹn hò, bà được tỷ phú Donald Trump tặng một chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3 triệu USD. Chiếc nhẫn được đính kim cương 15 carat và là thiết kế độc quyền tại cửa hàng trang sức nổi tiếng Raf tại London của nước Anh. Đầu năm 2005, cặp đôi tổ chức lễ cưới hoành tráng tại Florida.
Melania diện một chiếc váy cưới lộng lẫy của hãng Christian Dior. Được biết, chiếc váy này cần tới hơn 1.000 giờ để hoàn thiện, phần nửa thời gian trong số đó dành cho việc khâu tay. Sau đám cưới, cặp đôi sống tại biệt thự Mar-a-Lago ở Palm Beach của Florida, nước Mỹ. Bà thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong những sự kiện quan trọng, trực tiếp tham gia vào việc quản lý tài sản cũng như nuôi dạy cậu con trai lớn của chồng và Perrin, con trai chung của cả hai người. Chia sẻ về sự hòa hợp đặc biệt trong đời sống vợ chồng, bà cho biết: "Tôi không đồng ý hết với chồng trong mọi chuyện, bởi khi đã lập gia đình, bạn vẫn cần phải quyết định cuộc sống của mình. Tôi không muốn thay đổi anh ấy và ngược lại." Sau khi kết hôn, Melania đã từ bỏ sự nghiệp người mẫu để chuyên tâm làm hậu phương vững chắc cho chồng. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, mục đích của việc giả từ sàn catwalk của bà không thực sự cao cả đến thế. Thực tế, Melania và Trump chỉ đang nỗ lực để rũ bỏ quá khứ từng chụp ảnh khỏa thân và nhiều tai tiếng của bà mà thôi. Ngày 31 tháng 7 năm 2016, một tờ báo của nước Mỹ bất ngờ tung ra một loạt ảnh khỏa thân của bà Melania. Khi đó, bà mới 25 tuổi và không ngại ngần khi thực hiện những bộ ảnh khỏa thân nóng bỏng. Thậm chí, những phân cảnh ôm ấp người mẫu đồng giới cũng không thể làm chân dài này nao núng. Bên cạnh đó, một nguồn tin khẳng định, trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 1998, bà Melania có quan hệ tình cảm với người đàn ông tại Slovenia, Peter Pilton, người tình cũ của Melania, năm bà 17 tuổi, hiện đang giữ một số ảnh khỏa thân của phu nhân tỷ phú Trump. Hiện, một số tạp chí Mỹ đang chào bán loạt ảnh này với giá 200.000 USD. Thậm chí, còn có nguồn thông tin về việc Melania từng dính đến một đường dây người mẫu phục vụ quý ông. Điều này được công khai trong cuốn sách Từ Nhà Thổ đến Nhà Trắng, Sự Thật về Melania Trump, tác giả Adam Slechter. Những tin đồn không dừng lại tại đó. Tạp chí Suzy tiết lộ công ty người mẫu mà bà Melania từng đầu quân thực chất là một đường dây gái gọi cho những nhà tài phiệt cỡ bự. Tuy bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt, nhưng bà Melania vẫn đang được đánh giá cao bởi giới chính khách, giới tri thức và cách bà âm thầm hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Roger Stone, cựu cố vấn chính trị của tỷ phú Donald Trump, đánh giá Melania sẽ là đệ nhất phu nhân quyến rũ nhất sau Jackie Kennedy. Nếu là đệ nhất phu nhân, vợ Trump muốn làm sạch văn hóa mạng. Bà Melania Trump cho biết nếu trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà sẽ cải cách văn hóa truyền thông và xã hội vốn quá gay gắt và tầm thường với những lời lăng mạ lẫn nhau. Ngày 3 tháng 11, lần đầu tiên xuất hiện một mình trong một buổi vận động tranh cử tổng thống cho chồng, bà Melania Trump thảo luận về kế hoạch trong vai trò đệ nhất phu nhân tại Nhà Trắng nếu chồng bà đắc cử tổng thống. Nếu một đứa trẻ 12 tuổi bị chế giễu và bắt nạt hay tấn công thì đó là vấn đề. Khủng khiếp hơn là điều này xảy ra ở sân trường và thật không thể chấp nhận được khi việc đó được thực hiện bởi một người nặc danh trên Internet. CNN đã trích dẫn lời bà Melania. Bà Melania cho biết cần tìm cách phù hợp để tôn vinh và đem những điều tốt lành đến cho trẻ em, đặc biệt là từ truyền thông xã hội. Đây sẽ là một trong những trọng tâm chính trong kế hoạch của tôi nếu tôi trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Melania đã khẳng định. Tuy nhiên, bà không hề đề cập đến những hoạt động của chồng mình trên mạng xã hội Twitter khi ông trùm bất động sản không ngừng công kích đối thủ chính trị, nhà báo, nhà phê bình, các nghệ sĩ với những lời lẽ dung tục. Kellyanne Conway, giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, nhận định bài phát biểu của bà Melania không phải để làm nổi bật những phát ngôn tranh cãi và gây sốc của chồng bà trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, bài phát biểu của bà Melania ở bang Pennsylvania được cho là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của tầng lớp công nhân ở khu vực này. Tôi là người nhập cư, do vậy không ai có thể coi trọng sự tự do và cơ hội sinh sống ở nước Mỹ hơn tôi, bà Melania chia sẻ. Đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của Melania Trump kể từ sau Đại hội Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7.
Bài phát biểu khi đó của Melania bị bao phủ bởi cáo buộc bà đạo văn của đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Trước đó, bình luận về đoạn băng video thô tục từ năm 2005 của chồng mình, bà Melania cho rằng ông Trump bị gài bẫy và dắt mũi vào những chủ đề thô tục và dơ bẩn. Vợ ông Trump bất động sản New York bảo vệ hành vi của chồng và khẳng định đó không phải là con người thật của Trump bởi ông luôn cư xử đúng mực nơi công cộng. Kết quả của cuộc bầu cử vừa qua không những làm rúng động người dân nước Mỹ mà còn là một sự chấn động đối với toàn thế giới. Người ta lo ngại về vị tổng thống chưa từng có kinh nghiệm trên chính trường sẽ nắm vận mệnh của nước Mỹ và cả một hệ lụy kéo theo cho các đất nước trên thế giới như thế nào. Tuy nhiên, cuộc bầu cử vừa mới kết thúc, Donald Trump và cả vị đệ nhất phu nhân của mình vẫn chưa bắt tay nhiều vào công việc thay đổi chính sách đất nước. Hãy cùng cả thế giới chờ xem Donald Trump sẽ thay đổi thế giới như thế nào nhé. Và liệu sau những lùm xùm về tai tiếng, vị đệ nhất phu nhân của Donald Trump có thực hiện được những gì mình đã nói hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!